Vừa qua, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố 26 đối tượng từ 16 đến 25 tuổi về hành vi gây dối trật tự công cộng. Được biết, nhóm thanh niên này đã dùng hung khí, ném bom xăng, náo loạn đường phố, khiến cho người dân tại khu vực này hoảng sợ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 trên các tuyến phố Quang Trung, Hoàng Công Chất, Phan Bá Vành, có hai nhóm thanh niên khoảng 30 người điều khiển xe mô tô, tay có cầm theo vỏ chai bia, phóng lợn tuyếp sắt đi với tốc độ cao, đuổi nhau ném bom xăng. Khi đến ngã tư Hoàng Công Chất giao với Phan Bá Vành, xảy ra xô xát đánh nhau, ném vỏ chai bia có chứa xăng gây cháy. Hành động của nhóm người này đã khiến cho người dân tại đó hoảng sợ bởi hành vi vô cùng manh động. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào việc bắt nhóm đối tượng gây dối trật tự công cộng. Xác định vấn đề cũng như tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường tập trung lực lượng xác minh điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hai nhóm đối tượng do Phạm Hữu Việt, tên thường gọi là Việt View, sinh năm 2002, trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình cầm đầu, và nhóm còn lại do Nguyễn Hữu Hưng, tên thường gọi là Hưng Xăm, sinh năm 2003, trú tại xã Tây Ninh, huyện Tiên Hải cầm đầu. Đặc biệt, thành phần các đối tượng trong hai nhóm có độ tuổi từ 16 đến 25. Trong đó có đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Vụ việc chính thức bị khởi tố gồm 26 đối tượng, trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với 14 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng và ra lệnh truy nã đối với một đối tượng về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự và gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Điều đáng nói trong vụ việc này, các đối tượng gây dối đều ở độ tuổi còn rất trẻ. Có những người chưa đến 18 tuổi, hành vi gây dối này cần đặc biệt quan tâm tới từ các phụ huynh, nhà trường để giảm thiểu vấn nạn gia tăng tội phạm. Hiện Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.